Thì cái lúc dở cái tấm vải đen ra, tôi thấy được ba cái hũ mắm thì tôi mừng không 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 thể nào, rất là vui mừng. Nếu mà ba cái nguyên liệu mắm đó, bất cứ nguyên liệu nào thì tôi cũng đều chế biến được hết. Tôi chắc chắn là tôi phải đậu. Cầm cái tên Kim Oanh mà nó ngay cái hũ mắm ruốc quế đó là tôi rất là mừng, là tôi nghĩ ngay cái món thịt chân mắm ruốc. Cái mắm ruốc Huế là nó mặn và mình dễ chữa, thì mình cân bằng thịt trứng với lại mắm ruốc, rồi mình vẩy chút xíu đường thôi, còn cái ngọt là tự nhiên của mắm, mình không cần phải nêm cái gia vị nhiều nữa. Mà cái cân bằng như vậy thì nó không có dễ, nhưng mà tôi cố gắng tôi làm được. Tôi tin chắc là món này sẽ ngon. Thịt chân mắm ruốc là tôi chế biến thôi, chứ mà ở ngoài á, bình thường á, thì không ai làm, người ta chỉ làm mắm linh thôi. Cái cảm giác mà tôi bắt đầu mà nấu cái món mắm ruốc chân thịt rồi là tôi nghĩ tôi chiến thắng chắc chắn luôn, nhưng mà cái đội trưởng thì tôi không nghĩ tới. Rất là may mắn là tôi đã được làm đội trưởng. Cái cảm xúc của tôi mà nghe nói là món của chị ngon nhất mà bây giờ là chị làm đội trưởng của một đội thì tôi rất là mừng, nhưng mà tôi rất là lo. Đã làm đội trưởng thì trách nhiệm rất là nặng nề, cho nên bây giờ tôi cũng phải lo nhiều hơn là mừng. Đối với tôi là nếu mà tôi làm đội trưởng thì tôi sẽ quản lý cái việc mà nêm nếm thức ăn, còn mấy cái khâu nguyên liệu thì tôi giao cho 5 bạn, còn cái khâu nếm là tôi phải chịu trách nhiệm thì tôi mới chịu làm đội trưởng. Còn đối với Thanh Cường thì Thanh Cường rất là dễ thương, rất là hiền, nhưng mà ai làm gì làm chứ Thanh Cường không nói tới ai hết. Mà không biết nói như vậy rồi Thanh Cường có quản lý được cái đội của mình không, có quản lý được cái đội của mình không, có quyết đoán được, chắc chắn được, có quyết định được không, là cái đó cũng rất là lo sợ cho Thanh Cường. Tôi sẽ chắc chắn chiến thắng bên đội đó, bên đội của Thanh Cường.